Canada bản giao tua bin đường ống Nord Stream cho Đức. Tua bin nén khí dùng cho đường ống Nord Stream 1 đã được Canada gửi đến Đức ngày 17 tháng 7 bằng máy bay, theo báo nga Kommersant sẽ cần thêm 5 đến 7 ngày nữa để đưa tu bin nén khí do Simon Energy chi nhánh tại Canada của tập đoàn công nghiệp Đức Simons bảo dưỡng từ Đức đến Nga nếu quá trình vận chuyển và thông quan không gặp vấn đề. Nhật báo Comesan của Nga hôm nay dẫn các nguồn thạo tin. Việc hoàn trả tua bin cho các trạm nén khí Potovea của Nga, bộ phận quan trọng trong đường ống Nord Stream 1, gần đây thu hút sự chú ý. Canada ban đầu giữ lại uh, thiết bị theo lệnh trừng phạt phương Tây áp đặt với Nga. Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom tháng trước đã giảm tới 40% nguồn cung khí đốt đến Đức với lý do tua bin chậm được bàn giao sau sửa chữa. Trong khi đó, Đức cho biết tua bin nén khí này dự kiến chỉ được sử dụng từ tháng 9, đồng nghĩa thiếu tua bin không thể là lý do khiến dòng chảy khí đốt giảm. Đầu tháng 7, Canada đã cấp giấy phép có thời hạn và có thể thu hồi cho Siemens Energy để công ty bàn giao tua bin nén khí đã sửa chữa cho Đức. Theo Kommersant, tua bin sẽ được vận chuyển bằng phà từ Đức, sau đó bằng đường bộ qua Phần Lan đến Nga, dự kiến vào ngày 24 tháng 7. Nord Stream AG, công ty vận hành Nord Stream 1, Gapon, Bộ Năng lượng Nga chưa phản hồi về đề nghị bình luận. Simon Energy từ chối bình luận về thông tin trên. Nord một 1 là đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang Đức qua biển Baltic, vận chuyển khoảng 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Nga thông báo tiến hành bảo trì thường niên đường ống ngày 11 đến 21 tháng 7. Nhiều nước châu Âu lo ngại Nga có thể kéo dài thời gian bảo trì để siết chặt hơn nữa nguồn cung cấp khí đốt, làm xáo trộn kế hoạch tích trữ trong mùa đông và đẩy cuộc khủng hoảng khí đốt tại khu vực leo thang. Nga khẳng định mọi đồn đoán Nord Stream 1 dừng hoạt động sau bảo trì là không phù hợp. Đường ống chỉ tạm dừng để bảo trì theo lịch trình. Tôi muốn nhấn mạnh rằng công việc này không phải mới bắt đầu từ hôm nay hay trong năm nay. Đó là hoạt động thường niên là một phần trong chương trình dài hạn nhằm đảm bảo đường ống hoạt động hiệu quả, an toàn và đáng tin cậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm 14 tháng 7. Đức khó trải qua mùa đông mà không có khí đốt của Nga. Dự trữ khí đốt tự nhiên của Đức không đủ để đưa đất nước vượt qua mùa đông tới nếu không mua thêm khí đốt của Nga, chuyên gia của Đức nhận định. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Bin Ansontag đăng tải ngày 17 tháng 7, Chủ tịch Cơ quan Mạng lưới Liên bang của Đức Klaus Muller cảnh báo rằng, mặc dù các bể chứa hiện đã đầy 65% và hiện ở mức tốt hơn so với những tuần trước, nhưng vẫn chưa đủ để Đức trải qua mùa đông mà không có khí đốt của Nga. Ông Muller, quan chức phụ trách mạng lưới điện và khí đốt của Đức, nói thêm rằng tình hình hiện nay phụ thuộc vào việc liệu bảo trì trên đường ống dòng chảy phương Bắc Nord Stream có kết thúc như dự kiến vào ngày 21 tháng 7 tới hay không khi được hỏi còn bao lâu nữa người tiêu dùng ở đức sẽ phải chịu mức giá năng lượng cao hơn trong trường hợp việc nguồn khí đốt từ nga ngừng hoàn toàn ông mueller cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra tuy nhiên ông nhấn mạnh sẽ không có bất kỳ sự tăng giá đáng kể nào ở thời điểm này ngay cả khi đường ống dòng chảy phương bắc ngừng hoạt động ông mueller nhấn mạnh rằng người dân đức không nên quá hoảng sợ đồng thời đảm bảo các hộ gia đình sẽ được ưu tiên cung cấp khí đốt so với ngành công nghiệp hơn nữa theo quan chức này không có kịch bản nào mà đức hoàn toàn không có khí đốt ngay cả khi Nga cắt giảm nguồn cung hoàn toàn, các quốc gia khác như Na Uy, Hà Lan và Bỉ vẫn sẽ bán nhiên liệu hóa thạch cho Đức. Trong tương lai, nhà trạm khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG của Đức cũng sẽ tạo ra sự khác biệt. Ông Mueller cũng bác bỏ đề xuất rằng Berlin nên cấm xuất khẩu khí đốt sang các nước châu Âu láng giềng, nhấn mạnh tầm quan trọng của tình đoàn kết. Giống như hiện nay chúng tôi đang hưởng lợi từ các trạm LNG ở Bỉ và Hà Lan, Đức sẽ giúp các nước láng giềng nếu họ đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt trầm trọng, ông Mueller nói. Vị chuyên gia này dự đoán Đức sẽ có hai mùa đông khó khăn phía trước với nguy cơ thiếu khí đốt, nhưng đến mùa hè năm 2024 nước này sẽ không còn phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Tuy nhiên giá khí đốt sẽ không bao giờ thấp như trước nữa, ông Mueller thừa nhận. Cơn ám mộng của châu Âu nếu Nga đáp trả bằng công cụ mạnh nhất. Nếu Nga sẵn sàng mạnh tay cắt vĩnh viễn nguồn cung khí đốt đó sẽ là cơn áp mộng khủng khiếp của châu Âu với những hệ quả nghiêm trọng không chỉ về kinh tế mà còn cả chính trị, xã hội. Cú sốc to lớn cho nền kinh tế. Cách đây một vài tuần, hãng tài chính JP Morgan của Mỹ đã đưa ra cảnh báo rằng nếu Nga hoàn toàn dừng xuất khẩu dầu mỏ, nền kinh tế thế giới sẽ phải trải qua cú sốc lớn tới nỗi giá dầu tăng gấp tư lên gần 400 đô la Mỹ một thùng, mức giá hiện nay là khoảng 100 đô la Mỹ một thùng. Do thế giới vẫn phụ thuộc lớn vào dầu mỏ nên cú sốc này với nền kinh tế toàn cầu thậm chí sẽ tồi tệ hơn nhiều so với những gì diễn ra vào những năm 1970 và có nguy cơ đẩy nhiều quốc gia rơi vào một cuộc suy thoái sâu. Ngoài ra tuần này Nga đã dừng cung cấp hầu hết khí tự nhiên tới châu Âu qua đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 1 như một phần trong kế hoạch bảo trì thường xuyên. Moscow cũng cắt giảm vận chuyển khí đốt tới một số nước châu Âu vào những tháng qua. Động thái được cho là khiến giá năng lượng tăng cao liên tục. Không khó để thấy điều gì sẽ diễn ra tiếp theo và vì sao tác động của việc này lại mạnh mẽ như vậy. Nga đã kiếm được hàng tỷ đô la Mỹ từ dầu mỏ và khí đốt nhờ giá năng lượng tăng cao kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, bất chấp các lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây. Giá dầu mỏ và khí đốt được quy định theo quốc tế nhưng trong thị trường này, Nga đóng vai trò chi phối. Do bối cảnh nguồn cung thế giới bị kéo căng đến cực hạn, nếu có thêm một lệnh cấm xuất khẩu từ Nga, điều này sẽ đẩy giá năng lượng lên mức mà JP Morgan gọi là cao khủng khiếp. Trong khi bản thân Mỹ có nhiều nguồn cung để tự đáp ứng nhu cầu của chính mình thì châu Âu phụ thuộc lớn vào Nga. Ngành công nghiệp Đức và Italy sẽ bị tê liệt do giá năng lượng tăng cao và hàng nghìn công ty sẽ phá sản. Sau đó, hàng triệu người sẽ thất nghiệp và hóa đơn năng lượng sẽ tăng chóng mặt một cách không ổn định. Hàng triệu người thậm chí không thể nấu ăn hay sử dụng ô tô. Phương Tây cáo buộc Nga đang sử dụng nhiên liệu hóa thạch làm vũ khí. Gần đây, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt tới một số quốc gia châu Âu nếu họ không thanh toán bằng đồng rúp. Cuộc chiến ở Ukraine cũng hạn chế việc xuất khẩu lương thực và đẩy giá lương thực trên thế giới tăng cao. Một số quan điểm cho rằng, việc Nga cắt nguồn cung sang châu Âu chẳng khác gì cắt đi nguồn thu nhập của chính mình, nhưng điện Kremlin hiện có đủ khả năng tài chính để đối phó với việc này. Thay vào đó, việc Nga cắt nguồn cung khí đốt có thể gây ra cú sốc to lớn cho các nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt. Các thị trường chứng khoán có thể lao dốc và hàng nghìn công ty phá sản trong khi cung không thể đáp ứng cầu về năng lượng hàng triệu người sẽ thất nghiệp và phương Tây ngay lập tức mất đi ý chí chính trị để tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Thời gian của châu Âu đang cạn dần Thời gian của châu Âu đang cạn dần khi châu lục này phải thừa nhận và chuẩn bị đối phó với công cụ quyền lực nhất của Nga, đó là dầu mỏ và khí đốt. Khi cuộc chiến ở Ukraine kéo dài hoặc thậm chí leo thang, các chuyên gia dự báo các chính phủ châu Âu sẽ đứng trước sức ép từ những cử tri nghèo hơn, đói hơn và lạnh hơn Thêm vào đó, sức ép từ dòng người nhập cư do cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, những đợt nắng nóng hoành hành ở các nông trại, làn sóng Covid-19 mới và sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong mùa đông này khiến người ta đặt câu hỏi, các chính phủ phương Tây có thể duy trì sự đoàn kết trong bao lâu. Châu Âu sẽ đối mặt với ngày càng nhiều sức ép để kêu gọi chấm dứt cuộc chiến hiện nay. Nhà khoa học chính trị Ivan Krastev, chủ tịch Trung tâm Chiến lược Tự do nhận định một cuộc khảo sát gần đây do Nghị viện châu Âu tiến hành cho thấy, gần 60% người dân EU được hỏi nói rằng họ không sẵn sàng đối mặt với giá năng lượng và thực phẩm tăng cao. Khoảng 59% người được tham gia khảo sát bày tỏ những giá trị châu Âu như tự do và dân chủ cần được ưu tiên, thậm chí cả khi điều đó tác động đến giá cả và chi phí sinh hoạt. Là một nhà xuất khẩu lương thực, phân bón, dầu mỏ và khí đốt lớn, Nga có ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế châu Âu. Điều này sẽ ngày càng rõ ràng hơn khi nhiệt độ giảm và các hộ gia đình phải chật vật để có đủ khí đốt. Hiện nay, 12 quốc gia EU bị Nga cắt giảm khí đốt toàn bộ hoặc một phần. Tuần này, Nga đã tạm dừng cung cấp khí đốt tới Đức cũng như Pháp, Italy và Áo qua đường ống dòng chảy phương Bắc 1. Việc bảo trì các thiết bị của đường ống dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 21 tháng 7 nhưng các nước châu Âu lo ngại Moscow sẽ tìm cớ để mở rộng thời gian tạm dừng việc cung cấp khí đốt, hoặc thậm chí dừng vô thời hạn. Cơn ác mộng của châu Âu. Bộ trưởng kinh tế Đức Robert Habeck mới đây đã cảnh báo về tháng ác mộng có nguy cơ đe dọa đến tình hình xã hội nếu nguồn cung khí đốt khan hiếm đến mức cần chính phủ phân phối theo tỷ lệ. Ngày 10 tháng 7, bộ trưởng kinh tế Pháp Bruno Le Maire cũng cho rằng Ông tin là việc Nga cắt hoàn toàn khí đốt là một lựa chọn có khả năng xảy ra nhất. EU đã thông qua những quy định mới, yêu cầu các quốc gia tăng cường dự trữ khí đốt cho mùa đông khi lượng dự trữ hiện tại ở mức 62%. Nhưng ngay cả khi các đường ống thay thế hoạt động hết công suất và khí tự nhiên hóa lỏng được nhập khẩu thì các nước châu Âu hầu như khó có thể bù đắp nguồn cung thiếu hụt. Điều đó tức là các chính phủ buộc phải yêu cầu người tiêu dùng giảm nhu cầu hoặc cắt giảm mạnh năng lượng tiêu thụ theo từng ngành. Ông Alexander Gabuev, học giả cấp cao tại Think Tank Kennedy, cũng cho rằng nguy cơ Nga cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt sang châu Âu là có thể xảy ra. Sức ép từ Nga xảy ra vào thời điểm không thể tồi tệ hơn cho châu Âu, khi châu lục này vẫn chịu tác động từ đại dịch Covid-19 và việc ngừng sản xuất đang gây ra tổn thất to lớn cho kinh tế toàn cầu. Thậm chí, trước khi lạm phát và thiếu hụt nguồn cung bắt đầu có tác động, một cuộc thăm dò dư luận ở 10 quốc gia do Hội đồng Đối thoại Châu Âu tiến hành vào đầu tháng này cho thấy EU đang chia rẽ về phản ứng với cuộc chiến ở Ukraine. 35% những người được hỏi muốn hòa bình đạt được sớm nhất có thể. Thậm chí cả khi cái giá phải trả là Ukraine nhượng bộ Nga. Trong khi 22% những người tham gia khảo sát tin rằng việc đánh bại Nga là con đường duy nhất để đạt được hòa bình. Với nhiều người châu Âu, cắt giảm tiêu thụ không phải là một lựa chọn. Bỉ hiện là nước có hóa đơn tiện ích tăng nhanh nhất EU ở mức 65,5% so với tháng 5 năm 2021. Một phần nguyên nhân của việc này là Bỉ đang phải dùng tới các ngân hàng thực phẩm với mức độ chưa từng có. Ông Roset Mota, điều phối viên Hiệp hội Ngân hàng Thực phẩm Bỉ cho hay. Chuyên gia Tim Benton thuộc Tremhen House dự báo cuộc khủng hoảng ở châu Âu sẽ kéo dài một vài năm. Các nhà quan sát phương Tây đánh giá, chừng nào cuộc chiến ở Ukraine còn tiếp diễn, thì chừng đó châu Âu có thể phải đi lại ít hơn ăn đạm bạc hơn và mặc nhiều áo hơn thay vì chỉ cần vặn công tắc máy sưởi